Thưa quý vị và các bạn, dân ca dân vũ là hoạt động văn hóa văn nghệ đã xuất hiện từ lâu trong đời sống văn hóa tinh thần và được truyền miệng qua nhiều thế hệ để tạo nên một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào cơ tu ở miền núi Quảng Nam. Để bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình, ngày nay nhiều câu lạc bộ dân ca dân vũ đã ra đời, thu hút nhiều người trẻ tham gia sinh hoạt. Chuyên mục Những miền quê xứ Quảng tuần này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về hoạt động của những câu lạc bộ này, một hình thức bảo tồn văn hóa đã phát huy được hiệu quả tích cực ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Từ khi câu lạc bộ dân ca dân vũ xã Tà Bin, huyện Nam Giang ra đời đến nay, câu lạc bộ đã sưu tầm được hàng chục điệu dân ca, tổ chức dìu dắt đào tạo cho rất nhiều lượt người trẻ tuổi biết chơi các loại nhạc cụ truyền thống và hát các làn điệu dân ca dân tộc Cơ Tu. Qua đó đã góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Cơ Tu nói riêng và cộng đồng các dân tộc Quảng Nam nói chung. Những điệu múa, những câu hát như một biểu trưng gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh cộng đồng làng bản, là nền tảng vững chắc tạo nên sức mạnh đoàn kết, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hiện nay, hình thức dân ca dân vũ vẫn được lưu truyền và đang được phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện Nam Giang. Điển hình là hai câu lạc bộ dân ca dân vũ tại xã Tà Bin và xã La Dê thu hút hàng chục hội viên. Trong đó, câu lạc bộ dân ca dân vũ xã Tà Bin được thành lập sớm nhất và hoạt động hiệu quả nhất. Hàng tháng, các nghệ nhân trong câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt, đem những bài dân ca, những điệu nói lý, hát lý ra sinh hoạt cộng đồng để thế hệ sau có thể học hỏi. Ngoài ra, câu lạc bộ còn là lực lượng chính của đội văn nghệ xã Tà Bin, phục vụ các đoàn du khách đến tham quan, tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống nơi đây. Vì quảng bá hình ảnh người Cơ Tu, văn hóa truyền thống bản địa đang được thực hiện tích cực và ngày càng có hiệu quả. Câu lạc bộ hiện tại có gần 30 thành viên, mỗi tuần đều đặn vào buổi tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy, các thành viên của câu lạc bộ dân ca dân vũ lại tập trung về nhà gươn để tập luyện. Những bài hát, múa, từ đơn giản đến phức tạp đều được các già làng chỉ vẽ tận tình. Chính những buổi sinh hoạt sẽ tạo được sự đoàn kết trong quần chúng nhân dân, ôn lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Cơ Tu. Những người già sẽ đảm nhiệm việc sáng tác nhạc và truyền dạy lại cho lớp trẻ biết về điệu múa, câu hát của dân tộc. Nhà nước đầu tư đằng cái phong trào nghe được ẩn dân tộc Cơ Tu mà truyền thống văn hóa bản sắc ẩn dân tộc Cơ Tu về bà bà vẫn ở tùng giả dạ đường chi cho màn hát lý về cụ màn là cụ là mừng để cho là truyền thống bản sắc ẩn dân tộc Cơ Tu và truyền đằng cả con cha cháu đường tổ nô về theo hướng ưng qua nhà can vừa bây giờ để là hai. Ông Hồi Còi được nhiều người biết đến với tài năng âm nhạc, vừa biết tạo ra các loại nhạc cụ truyền thống, vừa sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ của đồng bào Cơ Tu như trống, kèn, đàn, cồng chiêng. Ông cho biết hầu hết các điệu nói lý hát lý trong kho tàng dân ca Cơ Tu đều rất gần gũi với cuộc sống đời thường, như khóc trâu, hát về con voi, hát mừng được mùa hay hát về tình cảm lứa đôi, cuộc sống gia đình. Câu lạc bộ dân ca dân vũ xã Tà Bin hiện nay thường xuyên tập huấn cho thế hệ trẻ các bài dân ca dân vũ, đồng thời trao đổi với nhau về những bài hát mới, từ đó cùng nhau tập luyện để mở rộng những bài hát truyền thống. Ngày xưa, ông bà, thanh niên, trai gái ở thôn làng khi đến nhà gương sinh hoạt cộng đồng thường sử dụng các nhạc cụ như Abel, Awok, Atu. Mọi người rất vui và thấy rất hay. Ngày nay, thanh niên ít nghe nhạc Cơ Tu vì đã có điện thoại, đã có nhạc. Chứ ngày xưa, ông bà mình thường dùng những âm thanh của nhạc cụ thay cho lời nói. Chúng tôi chơi nhạc, hát khi săn được thú rừng, hát mừng lúa mới, gương mới. Nên vì vậy, mình phải truyền lại cho con cháu mình biết hát dân ca, biết sử dụng các nhạc cụ của dân tộc mình. Kinh tế xã hội phát triển, người dân miền núi nói chung, xã Tà Bin nói riêng, có điều kiện để hưởng thụ, tiếp thu các loại hình văn hóa nghệ thuật khắp các vùng miền khác nhau. Nên phần lớn thanh niên đồng bào Cơ Tu bây giờ không chịu học các loại nhạc cụ của dân tộc nữa. Những người già trong thôn bản vốn lưu giữ truyền lại cho con cháu bây giờ không còn nhiều. Điều đó cũng ảnh hưởng không ít đến việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ hát dân ca dân vũ.
Anh Bô Long Phước, thôn Sơ Ra, xã Tà Biên, một trong những thế hệ trẻ hiếm hoi có niềm đam mê với nhạc cụ của dân tộc Cơ Tu. Tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng anh đã thành thục trong việc chế tác và sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống của người Cơ Tu. Anh cho biết, từ nhỏ anh được nghe ông bà, cha mẹ của mình hát và thưởng thức những âm thanh của tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng khàn, và không biết từ bao giờ nó thấm sâu vào tâm trí mình. Anh đến tận nhà các cụ già trong làng nhờ dạy cách làm và sử dụng các nhạc cụ. Cùng với sự học hỏi từ truyền hình, anh đã có thể tự chế tác và sử dụng các nhạc cụ. Nhờ vậy, anh có cơ hội tham gia câu lạc bộ dân ca dân vũ của xã, được biểu diễn những nhạc cụ được làm từ chính đôi bàn tay của mình tại các buổi văn nghệ, liên hoan cùng đội dân ca dân vũ của xã. Câu lạc bộ rất tự hào vì có anh, dù là thành viên nhỏ tuổi nhất câu lạc bộ, nhưng anh đã có năng khiếu về hát, sáng tác nhạc và làm các loại nhạc cụ dân tộc. Hiện tại, anh đang là tay đánh đàn chủ lực của câu lạc bộ. Này, kiên học kiên bờ. Từ nhỏ tôi đã luôn muốn được làm nhạc cụ Cơ Tu mình vì nghe rất hay. Tôi đến nhà các cụ già làng xin được học cách làm apel, khèn sáo. Các bác rất nhiệt tình chỉ dạy cho tôi. Rồi về nhà tôi nghiên cứu, học hỏi thêm trên truyền hình từ những dân tộc khác. Từ khi tôi biết làm và sử dụng các nhạc cụ Cơ Tu, tôi có cơ hội được tham gia câu lạc bộ dân ca dân vũ của xã Tà Binh. Rồi từ đó được đi giao lưu ở nhiều nơi như Hà Nội, trong tỉnh, trong huyện mình. Là thế hệ trẻ, thế hệ kế tục truyền thống văn hóa dân tộc Cơ Tu, nên chị Bình Nước Treo, thôn Bà Xua, xã Tà Biên, luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức về những điệu lý, câu hát lý. Chị Bình Nước Treo cho biết, từ nhỏ chị đã say mê với những điệu múa, câu hát của thế hệ cha anh. Không riêng gì chị mà rất nhiều thanh thiếu niên người Cơ Tu cũng tham gia sinh hoạt văn hóa văn nghệ trong các dịp lễ hội. Chúng tôi rất vinh dự được tham gia trong câu lạc bộ. Và chúng tôi đã duy trì lại những nhạc cụ, những bài hát dân ca truyền thống của người Cơ Tu. Và chúng tôi thường xuyên tập trung những đội trong câu lạc bộ, thường xuyên tập nhạc, tập hát để lưu giữ và phát triển hơn. Và cũng như chúng tôi cũng muốn quảng bá thêm về dân ca dân vũ của người Cơ Tu. Việc thành lập câu lạc bộ dân ca dân vũ của xã Tà Binh là nhằm có mục đích là góp phần bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh những cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Vì trong cái di sản văn hóa của người Cơ Tu rất là phong phú, đa dạng, trong đó có một bộ phận văn nghệ dân gian, nó đóng góp phần mà rất lớn tạo nên cái tâm hồn tính cách của người Cơ Tu. Với sự cố gắng nỗ lực của Phạm thì hiện nay trên địa bàn huyện mình có được thành lập được hai câu lạc bộ, một là câu lạc bộ dân ca dân vũ Tà Binh và thứ hai là câu lạc bộ dân ca dân vũ xã La Dê. Chúng tôi cũng tập trung hai cái xã này để nhằm có mục đích là xây dựng những cái xã văn hóa nông thôn mới tiêu biểu. Và trong cái chương trình sắp đến, bằng cái rút cái kinh nghiệm trong cái câu lạc bộ này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục và tham mưu ủy ban và phối hợp với các xã thị trấn sẽ thành lập thêm từ 2 đến 3 câu lạc bộ nữa trên địa bàn của mình. Văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu miền núi phía Tây Quảng Nam thể hiện trong các lễ hội ngày Tết với nghệ thuật múa hát cồng chiêng, tung tung giai giá đã in sâu vào tâm thức của người dân từ bao đời nay, hội tụ nhiều yếu tố, giá trị văn hóa truyền thống cần được bảo tồn và phát huy. Những câu lạc bộ dân ca dân vũ tại các xã điểm nông thôn mới của huyện Nam Giang đi vào hoạt động có hiệu quả sẽ là mô hình cần được nhân rộng ra nhiều địa phương khác ở các huyện miền núi Quảng Nam.